Xin chào quý vị và các bạn, tôi là luật sư Thu Đoàn. Tôi có hai cái kênh. Kênh thứ nhất đó là kênh Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Kênh thứ hai đó là kênh luật sư Thu Đoàn. Cả hai kênh này thì tôi làm về mảng luật, có một số lĩnh vực liên quan tới gia đình, thánh ca, post lên. Hy vọng rằng các bạn sẽ đón nhận. Hôm nay tôi sẽ làm một cái video có tên là Tranh chấp đất đai, sốt đất. Để nói về sốt đất thì tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn một cái câu chuyện này trước. Tôi vẫn có một cái khung tư vấn miễn phí từ 8 giờ đến 9 giờ trên cái kênh luật sư Thu Đoàn, và thông qua số điện thoại các bạn biết đấy. Mong muốn của tôi là tất cả những người dân đều am hiểu pháp luật. Tôi không hỏi quý vị và các bạn về gia cảnh, về tôn giáo, về điểm xuất thân. Nhưng các bạn đừng có chiếm thời gian bằng cách là: chị ơi, em nghèo lắm, em có người con bị bệnh tật, người cha bị gì đó, rồi vợ em thì như thế này, mà em thì ở xa lắm. Thực sự khi tôi làm cái chương trình này thì tôi hiểu được rằng tôi đã đưa thông điệp đến cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể là đại gia, quý vị và các bạn có thể là người bần cùng, miễn làm thế nào, quý vị bằng cách nào đó quý vị liên lạc được với tôi, tôi không quan tâm quý vị là ai. Vì thông điệp của tôi ở cái khung giờ đó là tư vấn, tôi chỉ biết tư vấn. Và đến văn phòng cũng vậy, tôi chỉ báo trong trường hợp này hợp đồng dịch vụ pháp lý là 10 triệu, là 20 triệu thôi. Chuyện hợp đồng là chuyện của, hay soạn thảo hợp đồng là nhận tiền là chuyện của thư ký. Vì vấn đề là tôi muốn đặt tâm hết, tâm huyết của mình vào những cái hồ sơ các bạn. Cho nên khi quý vị và các bạn điện cho tôi thì quý vị và các bạn nhớ rất là kỹ. Không có nói những cái câu giống như là: bây giờ chị ơi, em nghèo quá. Em nghèo cũng được, không sao cả. Chẳng có ai mà điện lên mà bảo rằng là: chị ơi, là tôi là đại gia cả. Chẳng ai mà điện lên: chị ơi, tôi là đại gia của cái vùng núi nè. Chị ơi, tôi là đại gia. Họ là đại gia, họ không tư vấn online. Cho nên các bạn tránh trường hợp: chị ơi, em là đại khái em đi làm công nhân lương 3 đồng, 4 đồng. Các bạn phải hiểu rằng tôi xuất thân từ một người lao động. Tôi cũng làm lao động như các bạn thôi. Tuy nhiên, bằng cái sự vươn lên, bằng cái sự ham học hỏi, học hết đại học, tôi vẫn ra tôi bươn chải việc này, việc kia, việc nọ. Và nghề luật sư đã chọn tôi đấy chứ. Thôi thì chúng ta hãy bớt cho nhau những cái phiền về cái câu chuyện nghèo, về cái câu chuyện bệnh tật, về cái câu chuyện tiền nong, để chúng ta tập trung vào cái câu chuyện pháp lý của gia đình chúng ta. Tôi cần nghe, tôi cần san sẻ. Tôi vẫn hay cắt lời của một số anh chị em trong cái khung giờ đó. Tôi bảo thôi được rồi, bây giờ hôm nay muốn điện cho luật sư là hỏi cái gì. Chứ không có cái chuyện là, không có cái chuyện mà các bạn điện rồi các bạn lại than rồi em nghèo, em kể, em khổ gì đó. Tôi không quan tâm. Câu chuyện mà tôi muốn, các bạn muốn đưa cho tôi là câu chuyện pháp lý của gia đình bạn. Tôi đâu có lấy phí đâu nha, mình thỏa thuận như vậy. Hôm nay là vụ việc này thành công vì cơn sốt đất. Tôi kể cho quý vị và các bạn nghe câu chuyện như thế này. Ngày xưa thì đất sổ đang thế chấp ở ngân hàng, thì ông mới giải chấp và ông ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
bên song song cái cùng ngày cùng tháng thì ông ký một cái hợp đồng vay tiền. Các bạn biết không, đó là thời điểm năm 2009. Và việc vay tiền, khi mà việc kinh doanh của người vay nó không mang lại hiệu quả thì các bạn biết rồi, không có khả năng trả nợ. Cái vấn đề là mặc dù là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tuy nhiên trên đất có cái căn nhà, đuổi cũng không đi được, tại vì đây là căn nhà duy nhất của họ, họ đi đâu? Và khởi kiện ở tòa các bạn ạ. Khởi kiện xong rồi cũng không thể xong được, khởi kiện chờ hoài chờ mãi, đến nỗi cái người mẹ, cái người trong cái vụ kiện đó mất. Và bây giờ kế thừa, cái thuật ngữ đó, quý vị và các bạn, thuật ngữ nhà luật đó là cái từ kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng. Cực lắm các bạn. Trong cái việc mà kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng thì các bạn phải biết không, khi mà phát sinh một cái thừa kế thì tòa án sẽ xác định cái gì các bạn biết không? Hàng thừa kế của họ, hàng thừa kế thứ nhất của họ còn hay không. Nếu trong trường hợp hàng thừa kế thứ nhất của họ không còn thì hàng thừa kế thứ hai của họ còn hay không, và hàng thừa kế đủ chưa bằng cái tờ trình quan hệ nhân thân, chứng tử khai sinh, tất tần tật nhiều thứ để bổ sung. Và các bạn biết không, nếu trong trường hợp các hàng thừa kế cùng hàng thì phải có ý kiến bằng văn bản. Khổ lắm, cực lắm, kéo dài thêm khoảng 3 năm nữa. Vụ kiện nó cũng rất là lâu các bạn ạ. Sốt đất, các bên đã gặp nhau. Phía bên người cho vay, họ đưa ra một cái con số nó hơi cao cao một chút. Cái bên người bị đơn, ngày xưa đất là của ba mẹ họ, nó không có giá trị, bây giờ tăng lên, tăng rất là nhiều lần. Cho nên sau khi trả xong nợ thì họ vẫn có phần còn lại. Không biết các anh chị như thế nào, chứ tôi nghĩ rằng một số anh chị dịch vụ thì nó sẽ có hai cái mảng trái chiều. Một thì nhờ cái cơn sốt đất mà họ nhân cái đầu tư cái lợi tức này lên rất là nhiều lần. Cách thứ hai là gì? Khi mà sốt đất không thu lại được và đất lại đóng băng. Các bạn thấy không? Cái việc tranh chấp đất đai và thỏa thuận thành sau cơn sốt đất, đó là một bài toán mà tôi cho rằng đó là một cái bài toán thương lượng rất là nhân văn. Chúng ta cũng phải nhân rộng cái mô hình này ra. Và Củ Chi quê tôi mà, cũng là một cái tâm điểm của sốt đất, sốt thường xuyên luôn quý vị và các bạn ạ. Đa số các anh chị, cái này thì do cá nhân tôi tính toán từ những cái bài toán mua đất và những bạn bè, anh em bạn bè thôi. Thì thông thường các anh chị biết không, thông thường thì nếu trong trường hợp chúng ta đầu tư thì chúng ta phải lãi khoảng 30%. Đó là ý kiến cá nhân của tôi. À mà quên nữa, tôi có một cái hướng dẫn mua bán bất động sản an toàn, nó là cũng nằm trong cái kênh luật sư Thu Đoàn mà kênh Dân Ta Phải Biết Luật Ta luôn đó. Tôi hy vọng rằng là tôi sẽ chỉ cho quý vị và các bạn những cái kiến thức cơ bản để đầu tư. Các bạn có đồng ý không? Cảm ơn quý vị và các bạn. Tôi thầm cảm ơn cơn sốt đất đã giúp cho ứng xử của tôi ngồi lại với nhau và các bên cảm thấy hài lòng. Về đối với cái người cho vay thì họ hài lòng về cái số tiền họ nhận được. Còn đối với những người hàng thừa kế trong cái vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, họ cũng có đủ tiền để thanh toán, giải quyết cái bài toán mà trước đây mẹ của họ không thể giải quyết được. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu.